Mới đây, lãnh đạo huyện Văn Giang đã đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung số 1 tại trường Đại học Mở cơ sở 2 thuộc thôn Lại Ốc, xã Long Hưng. Ngay sau khi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại, khu cách ly này lập tức được kích hoạt trở lại với đầy đủ các điều kiện theo quy định. Hiện khu cách ly số 1 có hơn 30 trường hợp đang được cách ly, trong đó có 6 trẻ nhỏ và một bà mẹ mang thai. Các trường hợp này sức khỏe đều bình thường, yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, lãnh đạo huyện Văn Giang đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại đây và hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly các loại vật tư y tế và nhu yếu phẩm.